Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, thủy khí sung thần ý. Thâu kiều ý thiên nhan giả chí thành đăng bảo an nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni. Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Phật Nhật ni, Tăng Huy ni. Nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước của lưu ly bảo điện ý, Phật nhạc dưới trên cửu long ý, phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn, đức tòa thị ngai vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi, vân niên đi.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Thiên đình.
toàn thiên công chúa Quế Quỳnh đôi bên hội Quỳnh tiên khăn điều áo thắm chốn quảng ngàn nổi cấm vào ra còn môn tứ vị vua bà công đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên đền sầm sơn địa tiên sầm sơn thờ địa tiên vương mẫu chốn phủ dày nổi dấu thiên hương tình mời thánh mẫu đệ tam xích lân lòng nữ ngự đền y thoải cung rồng chấn thủ năm phương quản cai sơn hải đại sang đông quân tuần quan tung dung tiết ngày lành lành tình mà tung dung tình mời tam tòa tiên thay hộ công đồng mỗi chúng đàn duyên nhất bóng thiên tiên cung tình mời mẫu đề nhất thiên tiên tặng phong chư thăng rèn loạn mộng hư về hồi công đề nghị mẫu tiên cung tình mời đời nhị thánh tiên vốn xưa mong đợi trên đền đông buồn lăn ra hồi đề tam mẫu tiên công thỉnh bày mẫu đệ tam thánh tiên xích lăn nóng đỡ đền thoại cung a di đà phật nô vương gia nhiệt phật rơi mong luân chư phật hoài hồi tất giao ăn thủy dư hết thường vân thành nhị phương ngân chư Phật hiện toàn thân nam mô nhang cung dạng bồ tát ma tát nam mô nhang cung dạng bồ tát ma tát nam mô a di đà văn võ quân thần đức thánh trần triều văn võ quân thần anh đinh tốc giang ân cần thánh ông lại giúp cho nơi chân thì mở mang nam hải đức ông đệ tam người dòng dõi kim chi nó ra hồi cùng hoa hải đông phương cô đệ nhất đất bản hương là đất cô châm ngoài nó ra hồi trên tòa vàng trong ân thanh dưới tiền tiền phụng sự vương cô nó ra hồi cùng
cửa suốt tờ mờ trong ra cửa suốt tờ mờ chứ thôi cô bé con ăn ở vua phòng ăn ra đập ở hướng đông ngôi đền thờ cầu lập ở hướng đông kính mời cậu bé của ông tam vị chúa mường dân ban đi tam vị chúa mường mà kính mời chúa nhất tây thiên đổ về đề nghị nguyện vô tiếng dân văn chúa bói vượt ngò bạc trang ơi là lời chúa đi về Nguyệt hồi à.
hôm nay trăm ngàn quẻ mỗi không sai quẻ nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỉ sông sông cạn cho mấy chị chân chân an.
bằng xây biết đến Chúa bà tay vai lệnh Chúa thương tới cảnh cơ hàn
Phan ở nước quái hồn. Sơn tỉnh sơn sang tòa sơn kiêu hoa. Sơn tỉnh sơn trang huyền hành quan giám sát hồi loạn. Thank you.
thuyền nan xuôi dòng xích mê bình thành bàn
muốn thua ai
luôn. Vinh quang thầy con cháu nạt dân, muôn dân còn ghi nhớ quan nên tuần thì tài cao.
Giáng sinh trên đất tổ Đông Cuông năm mê thần ngày mão giờ dần. No, 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 no.
quê tươi tốt trầu khăn xanh dừa mơ già vân nhị hồng tô điểm màu xa cổ tay tường à tô phân tóc mai trầu bà điểm trăng được giặt hoa cài
Chúa
đầy trong xuống trần gian.
tôi đình chiếu chỉ ta bán có kịp thầy đầu xuống trận gian.
xuân ngoạn cảnh vân ninh đào tây vân trăng ngơ sáng ba sao giữa trời đến bảo hà đến bảo hà đã đời trăng ngơ tích ông bảy hoàng thực định nhi trung quân lục sinh thời lục sinh thời sinh thời làm tướng trung thần thank you.
trên bao hà nắm cành vui thân quan hoàng bày vui với phù dung với cỏ cây ông say lỡ tan bồng hoàng tính rồi lại say nhắn ai đến đất đi à bảo chi bảo liếm mùi phong nguyệt ni à đó lại đó là tiên cảnh thân tiên sang ngô níu phà ô tiên cảnh thân tiên trên bảo ô tiên cảnh thân tiên trên bảo cây đua chen hoa lai a ngần đầm hoa đào lắm ngoài a mười phần xa còn thèm xa sang ô liêu phà ở xa còn thèm xa bảy mươi phần thời tích đức nghệ ông thầy đưa vào hồi quỳnh tiến sang ô liêu phà ô tiên hồi quỳnh tiến ông bảy đưa vào ô tiên hồi quỳnh tiến ông bảy đưa vào lệnh sai thật nghĩ môi ông bay vừa gật đi đầu cô gối ban bát văn ông binh tay ông tay trên bát văn ông binh hùng dình đâm xuất giết ông bảy hoàng về bảo hà sài loan thanh gia nghệ an ông bưởi chân cảnh trong nghệ an thiên tai bồng lai là cảnh thiên tai ấu cô đôi thượng tại tài hải ngoại loan xa hồi cùng là một cô bơ mẫu đạt tên là một cô hô bơ xa hồi cùng thế tử con dân bài văn sâu con trốn tình mày cô sầu sơn trang đêm dòng miên xưa cô chỉ tự trong đền dòng đèn cái cô chỉ giết hầu trong ba tòa
mấy năm nhà có cây sung. Hôm nay cô làm nhà họa sĩ cô mặc đi vóc trông ra y cửa bên thank you.
cầu sao được vậy ấm no buồn may bán đi tốt cốt đồ cho ý ăn lành trả lễ cô trả lễ cô để cô lót đỏ hài xanh. Cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng.